Chào các bác nhá, shop Tân Ánh loa bẫy chim và phụ kiện. Chào tất cả anh em nhá. Và giới thiệu với anh em một cái lô hàng mới, cái loa bẫy chim phiên bản 2018 nhá. Loa bẫy chim VKE898 phiên bản 2018. Đây, xin giới thiệu cụ thể với các bác nhá. Đây là cái bao bì của nó đây. Đây các bác để ý kỹ nhá. Bao bì nó có chữ này, Winninda này, VKE898 2018. Đấy, thì giờ tôi sẽ bóc ở phía trong ra cho các bác nắm được là có những cái phụ kiện gì nhá. Đầu tiên là cái túi vải nhá, cái túi vải. Túi vải này thì các bác lưu ý này, nó được cải tiến rồi đấy. Hai bên đều có ngăn. Đây, hai bên có ngăn và có cái miệng đậy lại để cho các bác rút cái tay điều khiển vào, xong các bác dán lại nhá. Đấy, cái này là có cải tiến hơn rồi đấy. Kế tiếp là cái thân máy đây, thân máy đựng trong cái túi chống sóc rất là êm. Đây là đây, một cái sợi mic, cái này ấy, nó là loa trợ giảng nha, loa trợ giảng thì nó sẽ có sợi mic đây các bác. Và kế tiếp là một cái sợi dây đeo này, một cục sạc điện nhá, một cục sạc điện này. Đây, điện này là cái điện sạc 10V các bác nhá. Một tay điều khiển, các bác nắm đây, tay điều khiển nút màu trắng này, tay điều khiển và pin điều khiển các bác nhé. Đây, trong này là hết rồi đây. Thì bây giờ các bác mua một bộ loa như này thì sẽ có là ở trong tay điều khiển thì sẽ có một quả pin, trong đây sẽ có một quả pin này nhá, một quả pin trong tay điều khiển. Và ở phía ngoài, đối với cái dòng loa này, ở phía ngoài này sẽ tặng thêm cho các bác hai quả pin nữa nhé. Chỉ có vòng dòng loa với VKE này thôi sẽ tặng cho các bác hai quả pin nữa. Thì đây tôi nói cụ thể về cái loa này nhé. Màu là màu xanh rèn di truyền thống rất là đẹp. Đấy, màu xanh rèn di truyền thống rất là đẹp đây. Đằng sau phiên bản mới nhất 2018 các bác nhé, phiên bản mới nhất 2018 này, bản mới nhất 2018 này. Thì cái hướng dẫn sử dụng thì shop sẽ có tờ giấy hướng dẫn chi tiết cho các bác. Đây, hôm nay chỉ giới thiệu với các bác về cái hình dáng loa này thôi. Đây, về cái VKE này, màu rèn di truyền thống này. Đối với cái dòng loa này thì sẽ có chức năng gọi là tắt nguồn trên tay điều khiển từ xa nhé các bác nhé, tắt nguồn từ xa. Đây, bây giờ tôi sẽ thử cho các bác xem luôn. Cái này là nó là loa điều khiển từ xa, nó bắt sóng tốt trong phạm vi 150-200m. Tất cả các loại loa đều bắt sóng tốt như vậy hết các bác nhé. Đây là anten nó này. Các bác mật nguồn lên, nút nguồn ở bên này. Vôn này, ONFF này, các bác bật vào dấu cộng, bác bật mạnh lên. Đây là cái loa lên. Cái loa này ấy, là một dòng loa chuyên dụng các bác nhé. Khi các bác bật nguồn lên thì loa này này, nó sẽ nằm ở chế độ tạm dừng PAUS nhé, nằm ở chế độ tạm dừng. Thì để cho các bác có tính chủ động ở đây ấy, là các bác sẽ bật cái nút nguồn này này. Bật nút nguồn này nằm ở cái điểm giữa, điểm phù hợp mà các bác đã thử rồi nhé. Và đồng thời các bác lấy tay điều khiển, trước khi dùng tay điều khiển này các bác gạt công tắc xuống nhé, gạt công tắc xuống, các bác lấy tay điều khiển các bác bấm vào nút vôn trừ để các bác giảm, đây vôn này, đây là u này, các bác giảm xuống, nó là U30 là lớn nhất, các bác giảm xuống U25 hoặc là U24 nhé. Và các bác chọn file bài, ví dụ như các bác biết file nào là file chơi được, file hay, các bác chọn file đấy. Ví dụ tôi chọn file bài số 3 đi, bài số 3. Thì bây giờ khi chọn đâu hết, xong đây hết rồi, các bác đi ra xa khỏi khu vực đặt bẫy thì các bác sẽ bấm play. Đấy, bấm play, loa nhận được tín hiệu, loa mới chạy nhé các bác nhé. Đấy, loa mới chạy. Thì khi đấy là các bác có thể cho nó lớn hơn, cho lớn hơn bằng cách là các bác cho cái âm lượng ở trên tay điều khiển này lên này. Đấy, thì là sẽ được lớn hơn. Còn là các bác cho nhỏ đi nhé. Thế còn cái chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển nhé, các bác để ý này. Các bác ấn giữ vào nút play nhé, ấn giữ nút play khoảng mấy giây thì loa nó sẽ tắt nguồn. Các bác nhìn này, ấn giữ mấy giây là loa sẽ tắt nguồn nhé. À, tôi ấn giữ này. Đấy, cái loa tắt nguồn này thì giúp nó tiết kiệm pin, nó đỡ hao pin. Các bác nhìn này,
trên màn hình nó mất hết số má nhá, tắt nguồn hết. Thế mà các bác bật lại thì các bác ấn giữ tiếp nhá. Đây 2 đến 3 giây thì cái loa sẽ bật lại và khởi động lại nhá, khởi động lại các bác nhá. Cái loa này ấy, là loa chuyên dụng, đặc biệt là cái điểm ấy là khi các bác bật lên là nó sẽ phát nó sẽ nằm ở chế độ tạm dừng này. Các bác điều chỉnh xong hết rồi thì các bác bấm vào đây nó sẽ chạy. Và đặc biệt nó chạy theo cái chế độ ấy là chạy lặp lại một bài duy nhất nhá. Lặp lại một bài mặc định thôi. Hết bài này nó tự động nó quay lại, nó không nhảy sang bài khác nhá. Thì đối với cái dòng loa khác, dòng loa E898 khác ấy, thì các bác phải điều chỉnh bằng cái nút C này là nút vớt bài. Nhưng đối với cái dòng loa VKE này thì mặc định của nó sẽ vớt một bài hết, nó tự động lại nó vớt lại bài đấy, là không sợ được cái tình trạng là bị tự động nhảy mất file nhé. Cái đấy là các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy. Và khi nó phát một bài, khi mở lên nó bấm vào đây nó mới phát. Và khi các bác dùng cái chức năng tắt nguồn ấy thì các bác mở lại bằng chức năng tắt nguồn ấy thì loa nó sẽ phát luôn, các bác không cần phải bấm vào đây nữa nhé, nó có tính chủ động hơn. Đây tôi tắt nguồn này, tắt nguồn bằng tay điều khiển này. Đấy. Thì sẽ giúp cho các bác được tiết kiệm pin, đỡ hao pin hơn. Bây giờ tôi mở lên lại là loa sẽ hoạt động luôn nhé. Loa sẽ hoạt động luôn theo cái file mà các bác đã chọn nhé. Đấy. Và các bác lưu ý là khi tắt nguồn bằng tay điều khiển ấy thì nó sẽ chạy luôn, nó không phải bấm vào đây, để cho nó dễ thao tác nha các bác nhé. Đấy, cái mẫu là VKE898 nhé. Các bác mua hàng thì mua đồng liên hệ trực tiếp với hệ shop nhé. Số lượng hàng thì cũng có rất là nhiều. Rồi xin cảm ơn các bác nhé.